Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đi road trip từ Đà Lạt đến Nha Trang. Tầm 9 giờ mình xuất phát là 12 giờ tới nơi rồi, chỉ mất 3 tiếng thôi mọi người, nhanh lắm. Tính ra Đà Lạt và Nha Trang cũng gần nhau, nếu mà mình sống luôn ở Đà Lạt khi nào cuối tuần buồn buồn có thể lên xe và đi Nha Trang. Chỉ cần vài ngày cuối tuần đi biển thôi là có thể nạp lại năng lượng rồi, đúng không nè? Đường đèo đi xuống Nha Trang thì không hề nhàm chán chút nào, cảnh thay đổi liên tục mà còn đẹp nữa, nên là mình thấy 3 tiếng trôi qua rất là nhanh. Cứ lên xe ngồi ngắm cảnh đồi núi, khi nào thấy biển là biết tới Nha Trang rồi đó. Mình có nghe bác Tài nói là cung đường này cũng là một trong những cung đường mà người ta hay dậy sớm đi săn mây. Đi đường này vào sáng sớm tinh mơ sẽ thấy mây trải dài ở trên đồi núi và bồng bềnh ở dưới vực á mọi người. Tiếc là bây giờ 9 giờ rồi nên mình chẳng thấy gì hết. Nhưng mà mình có thể hình dung ra được lời bác Tài nói cảnh nó đẹp như thế nào. Bởi vậy nên mới có nhiều người chịu khó dậy sớm để đi săn mây chứ, đúng không? Thấy thấp thoáng bóng dừa là mọi người biết gần tới vùng biển rồi đúng không? Lần này gia đình mình sẽ ở Sit Sensit Ninh Vân Bay nên là sẽ ra thẳng bến tàu Sit Sensit luôn. Mới tới Nha Trang bắt được em bé này đây. Em bé dễ thương quá đem về nuôi luôn. Mấy quản gia sẽ họ đưa tao nha, bị ký hai cái tên của ta. Qua đó quản gia sẽ đưa chị hai bài con hen. Nè chị hai bài con nha. Đây, này cho con vẽ nha. Dạ. Các chương trình chơi trong này nha chị nhé. Dạ. Đây là quà cho hai bé. Có gì ở trong hết ta? Có đồ cho con vẽ hả? Chị hai đang thích có bút chì để chị hai vẽ trên đảo nè. Cứu cứu cứu. Có con khỉ nha cô. Đợi một chút để sắp xếp hành lý trên tàu rồi tụi mình sẽ đi tàu từ đây sang Ninh Vân Bay. Khi mình đặt phòng thì bên resort có hỏi là bao giờ mình tới, xong rồi họ sẽ sắp xếp tàu đúng cái giờ mình tới để tiện nhất cho mình đó mọi người. Lên tàu thì mỗi người được phát cho một cái áo phao, cả em bé cũng có áo luôn. Em mặc áo phao rồi nè. Sau khoảng hơn 20 phút thì tàu đã cập bến.
đây là nước cam, còn nước đây là nước gì ta? Trong lúc chờ check-in thì được cho nước uống nè. Ở ngoài kia có mấy cái võng, ngồi ngay trước biển luôn. Em ngồi trong em thấy mấy cô chụp hình ngoài này, cái em đòi ra đây em ngồi. Em ra đây em ngồi nè. Con ơi, cái mũ che hết mặt em rồi, sao kệ vậy cho mát. À, con muốn ra biển à. Em muốn ra biển mọi người ơi. Villa của tụi mình sẽ nằm bên cái phía đó, cũng gần nhà hàng là bên này. Từ xa 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 kia là Nha Trang, thấy mấy cái tòa nhà không? Em đòi ra đây em nằm. Nên đội mũ với cho đỡ nắng nha. Thôi đi vô nha. Cho tốt. Dạ. Dạ. Mình đó là cái chữ này, cái tiếng nó xem. Dạ đúng rồi là 9 à. 9. Dạ. 9 là 9. Thứ ba hả? Sau khi check-in thì chị quản gia sẽ chở tụi mình đi một vòng quanh khu nghỉ dưỡng để giới thiệu về những hoạt động ở đây. Tắt cho mắt cho Damia. Dạ. Thì nó sẽ có là rất là mập, ngắn màu xám. Dạ. Mình thấy đèn đó thì mình đừng có lé, mình đừng bỏ chạy. Mình chỉ việc đi từ từ, đi lùi lại rồi gọi đó, em gọi đó về xuống. Ôi dạ. Đây là khu vực về spa đây ạ. Spa. Ngoài ra thì một vài buổi tối trong tuần thì em sẽ mở bếp của bà để khách có thể đặt bàn ăn tối. Giống như bà nấu hả? Dạ đúng rồi, đồ ăn kiểu gia đình Việt Nam. Đây thì khu vui chơi trẻ em đây ạ. Khu trong nhà, khu ngoài trời và có một cái công viên nhỏ nhỏ phía sau cho các bạn. Dạ thì một ngày các bạn học nấu ăn, học làm pha chế hoặc là tô tượng, tô tranh cát thì... Trái cây mà set up trong phòng trang trí như là thanh long, một số mùa thì có xoài nữa thì sẽ lấy từ vườn ở đây ra để cho khách. Dạ. Dạ. Còn bộ khu vực phía bên tay trái nhà mình đây là khu vực dining bar đầu tây. Dạ. Thầy con nghĩ em bé cho hai em là biết. Đây là villa của gia đình mình, thấy mấy chiếc xe đạp có yên cho em bé là biết rồi. Vừa bước vào là mình lên tầng 2 ngắm cảnh liền. Trời ơi, cái cảnh biển này thiệt là làm con người ta xuyến xao. Mình thích được ở thật gần bãi biển như thế này. Mọi người thấy cái đường mòn nữa không? Chỉ cần đi ra ngoài đó là tới biển rồi. Đây sẽ là nhà của tụi mình trong những ngày tới nè. Phía trước có chuẩn bị sẵn dù. Có hai chiếc xe đạp. Mở cửa ra bên trong thì mọi người sẽ thấy một cái cầu thang. Cầu thang đó là để đi lên phòng khách. Tí mình sẽ quay phòng khách cho mọi người coi sau nha. Tôi nó rất là thích ở đây. Còn cái cửa này là để đi vô phòng ngủ. Phòng ngủ có giăng mùng nữa nè. Bên đây có một cái chỗ ghế ngồi ngay cửa sổ để ngắm ra hồ bơi và biển. Có trái cây chuẩn bị sẵn, đó là chôm chôm, cam với lại thanh long. Mấy anh đó bấm chuông để giao hành lý. Bên này có một cái chỗ để mình ngồi mình làm việc nè. Nhưng mà đi đây thì chắc chơi thôi chứ đâu có làm việc gì. Còn cô cũng rất là thích. Donut đang muốn mua cái con khỉ này. Hôm bữa đi Intercon, Donut thấy con khỉ này ngồi trên cây á, thò thò cái đuôi màu trắng xuống này, nhớ không?
mua hai con luôn được không? Em cũng muốn nè. Những cái trái cây ở đây là được trồng tại đây luôn đó mọi người. Chôm chôm nè, cam nè, thăng long nè. Đây là Beach Villa nên mình có thể đi ra ngoài biển luôn. Cái đường đó là để đi ra biển á, tí nữa mình sẽ quay cho mọi người coi sau. Quay bên phía bàn rồi đúng không? Không biết trong mấy cái tủ này có gì không ta? Không, mấy cái tủ này thì để mình bỏ đồ thôi, không có gì hết trơn á. Coco ơi, con lại gọi điện rồi á hả? Đây khách sạn nào mà có cái điện thoại bà cũng gọi đầu tiên hết, bà gọi ra tiếp tân làm gì á? À, alo, Coco ơi. Cái giường này cao dã man, sao mà tối Coco leo xuống giường đây? Chị hai leo chắc còn mệt nữa. Thôi bây giờ mình dắt mọi người ra phía trước nha, quay lại cửa trước. Này có nhiều cửa lắm. Đây là toàn cảnh phòng ngủ, rất là rộng rãi, hai em tha hồ chơi. Rồi đi vòng qua đây á, là một cái cửa hai cánh. Cửa này thì sẽ dẫn vô nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng rộng bằng phòng ngủ luôn mọi người. Mấy chú đó mới giao hành lý nên để trên ghế đó. Bên này là chỗ để quần áo nè, rộng rãi ghê. Có một cái gương rất là bự. Còn bên đây là có hai chỗ rửa mặt, một chỗ bên này và một chỗ bên này, mỗi người một bên. Ở giữa có một cái bồn tắm bằng gỗ, trời ơi đã quá. Ở đây vừa có khu tắm trong nhà, vừa có khu tắm ngoài trời luôn. Ở trong nhà thì có bồn như thế này, còn nếu như mà mình thích tắm ngoài trời á thì mình đi ra đây. Mình kéo cái cửa ra, cửa này thì đang khóa rồi, đó mình kéo ra, xong rồi mình mở khóa, xong rồi mình kéo cửa ra. Đây là khu tắm ở bên ngoài, có đá lót để đỡ dính cát. Ngoài đó thì có sẵn xà bông rồi đó mọi người. Wow, ngoài đây rộng quá vậy. Tí nữa cô có thích ra ngoài chơi không? Thôi mẹ đóng cửa lại nha, sợ mũi á, tối mũi nó vô nó cắn em á. Rồi gà lại cái đồ gà cửa dễ thương á. Ê, có chân rớt con ơi, cái này rớt là bể ha. Rồi đi theo mẹ nghe, mẹ nắm tay mẹ dẫn con đi chơi nha, mẹ dẫn con đi coi phòng tiếp nha. Cô sẵn mở này ra coi thử gì luôn. Đây là muối tắm. Này không ăn được. Bà bắt bà ăn. Này là muối tắm á mọi người, mà nó có mùi xả rất là thơm. Bóc mấy cái muối này bỏ vô bồn tắm không thôi cô. Bước lên á, sợ đau chân em. Rồi còn đây là sữa tắm, dầu gội, dầu xả các thứ. Tất cả đều có thể. Mình mới tắt máy một chút để dọn dẹp. Nhìn mấy cái đồ dễ vỡ là mình sợ cô quơ nó xuống đất. Y như rằng cái lọ muối đó chưa kịp xài đã bị bể tanh bành. Ở đây chuẩn bị sẵn rất là nhiều nước uống cho mình. Tại vì ở ngoài đảo quá, mình đâu thể tự mua được đâu. Mà ngoài đây nóng nữa nên phải bổ sung nước. Đây là xà bông rửa tay mà mùi xả. Thảo nào bước vô đây cái gì cũng có mùi xả hết. Thơm lắm mọi người, thích lắm. Bên phía này là nhà vệ sinh nè, với lại chỗ tắm đứng chứ. Đúng rồi, đây là chỗ tắm nè mọi người. Nó có một cái cửa sổ để không có bị tối quá khi mà mình tắm. Còn bên này chắc là chỗ đi vệ sinh. Đây, chỗ đi vệ sinh cũng có một cái cửa sổ để không bị tối quá. Vậy là mình có thể tắm ở trong nhà cũng được, ở ngoài trời cũng được, nó cũng có đầy đủ tắm đứng với lại tắm nằm. Bên này là chỗ để mình bỏ quần áo các thứ nè. Đó. Trên đây thì chắc có cái giỏ đồ để mình đem ra biển nè. Hơi có áo choàng tắm, có dép đi trong nhà, có cả cái này để mình bôi lên, mình đuổi muỗi. Chắc là mùa nào có muỗi thôi chứ cái chị đã nói là mùa này thì không có muỗi nhiều lắm. Đây là đồ điều khiển máy lạnh. Thích quá. Có bàn ngủ hay ta? Không. Cái này là đèn pin. Vậy mà mình cứ tưởng cái này là cái steamer. Tại đồ mình bỏ trong vali lâu nó cũng hơi nhăn. Vì đây có két sắt nè, có cái giỏ để bỏ đồ dơ. Vậy là mình quay ra mọi người coi xong nhà vệ sinh rồi.
Mình thấy nhà vệ sinh có mấy chỗ ngồi ngồi vậy nè. Có một cái cầu thang trước cửa chính để mình đi lên trên lầu. Một bên á là nhà vệ sinh bên này, một bên là phòng ngủ bên này. Cô đang uống trà hả? Hai chị em đang uống trà kìa, có cái chỗ ngồi giống ở bên Nhật kìa. Hello. Buổi tối thì mình sẽ đóng cái cửa này lại. Mình dùng cái cửa đôi bên kia để mình vô nhà vệ sinh. Tại vì chị đó nói là ở trên lầu á, lá đó nó dễ bay vô á, nên mình phải đóng cửa lại. Thì mình sẽ dắt mọi người lên lầu coi. Mọi người có thể thấy thì trên lầu là không gian mở như thế này nè, nên là không có máy lạnh mà chỉ có quạt thôi. Này, mình lên tới trên lầu là sẽ thấy một cái xích đu. Bên đây là quầy bar. Quầy bar của riêng mỗi hộ. Có máy pha cà phê, có điện thoại để gọi tiếp tân, có đồ để ghi chú nè. Còn trong đây là trà. Ngoài ra thì có một cái hộp này, các loại cà phê, hai cái tách, hai cái ly nhỏ nhỏ. Còn cái này là gì ta? À, cái này giống như mứt á mọi người. Ngon quá vậy ta, hạt điều, phủ dừa, mật ong, hạt sen, sấy gừng, mật ong, đậu nành, tẩm, cỏ ngọt, vị cây bắc. Ngon quá vậy. Cái này là gì? Xoài, sấy, phủ gấc. Wow, mấy cái này toàn là mấy cái ngon ngon không à. Mơ sấy. Ngon quá ta. Dưới đây thì sẽ có tủ lạnh nè, mà tủ lạnh là có hai cái luôn. Một cái là wine chiller, với lại một cái là tủ lạnh mini bình thường để bỏ đồ uống các loại nè. Có bia, có nước ngọt, có sô-cô-la. Đây là nước ép xoài. Đây là nước cam. Mấy cái này thì tính tiền. Chỉ có mấy cái nước lọc á thì mới không tính tiền thôi. Ồ, cái nước này giống như ở Macau. Ở Macau cho tụi mình uống nước này thả ga luôn, rất là nhiều. Còn bên đây là wine chiller, để coi có gì trong nha. Tất nhiên là có rượu rồi, ngoài rượu ra thì còn có thêm nước lọc. Mà nước lọc ở đây cho mình uống là nước trong chai như thế này, chứ không phải là nước trong chai giống như ở resort Macau. À, mình bỏ vô đây nha. Rồi, còn cái tủ bên kia là gì ta? Để mình mở tiếp. Không biết tối khỉ nó có vô đây không. Đây, bên này là ly uống rượu nè, máy pha nước nóng, với lại hầu như mấy cái hộc là nó trống không à, để cho đẹp. Rồi, xích đu dễ thương quá. Trên đây ngắm cảnh, vừa có mấy cái bàn này, vừa có mấy cái chỗ ghế. Trên đây thì rất là rộng rãi, mình thích ngồi phía nào cũng được. Wow, nhìn qua được hồ bơi bên kia. Để chắc bên đó cũng nhìn được hồ bơi bên này. Được không ta? Chắc được. Đó là đường để ra biển đó mọi người. Phía dưới đây là cái dù. Có hồ bơi cho hai em tha hồ chơi luôn. Bên kia nữa là mấy cái villa mà nó trên nước. Tại vì nhà mình có em bé nên mình không có đặt mấy cái villa trên nước, nó hơi nguy hiểm á. Phải lên cầu thang đồ nhiều nữa. Mình thấy là cái villa mà ngay biển này là phù hợp nhất cho gia đình có em bé. Ngoài ra thì còn có những cái villa ở trên đồi, trên vách núi á. Cái đó thì mình cũng không có đặt được. Mình đặt cái này. Mọi người có thích ra ngoài chơi không? Mình sẽ đi xuống dưới xong rồi dẫn mọi người ra con đường nhỏ nhỏ đó thử nha. Ra ngoài chơi nha. Hồ bơi này thì cỡ 1m2, 1m3 gì đó. Nó cũng bơi được. Cô ơi, mẹ đây, con tìm thấy cái gì á. Wow. Đây là phía ngoài hồ bơi nè. Ngoài này giờ này á, cái dù nó che cũng mát đó mọi người. Nếu mà mình cỡ trong mát thì cũng không đến nổi. Đây là hồ bơi. Này chỉ có 1m3 thôi mọi người, đây nè. Rồi mình sẽ dắt mọi người ra biển nha. Nhìn cát vậy chứ nó cứng nó cũng dễ đi á.
Thì lối này nè, ra biển. Mình thích ở những nơi mà mình có thể ra biển dễ dàng như vậy á. Ở ngoài đây thì có để sẵn cái ghế cho mình ngồi nữa. Ra tới biển ở đây. Wow, thích quá mọi người, mình mới thấy con còng. Bên kia là mấy cái villa ở vách đá ha. Mấy cái villa đó thì ra biển càng nhanh hơn nữa, ngay ở biển luôn. Hồi nãy thì mình vô là mình vô cái chỗ bên đó. Gần biển vậy mấy em tha hồ chơi, chơi xong cái chạy về đi vệ sinh cũng nhanh nữa. Chị Hai thấy mẹ ra cũng lon ton chạy theo. Ú là đã. Thích không đây chị Hai? Ra biển cơm xịt luôn. Wow. Em ơi, mình ra biển rồi trái tim. Nó thấp lắm mọi người ơi. Ra biển chơi về chân mà cát thì có cái lu với lại có cái muỗng để múc nước rửa chân. Tranh thủ mặc đồ bơi về nhà chơi nha. Hai mẹ con mình mới bắt một con khỉ nên vân bay nè. Coco thích con khỉ lắm. Thì hai có thấp tay hả? Ừ. Các bạn nhỏ định đi ra bơi nhưng mà trời mưa rồi, phải đổi kế hoạch chuyển sang đi ăn. Donut hơi buồn một chút, mong là tí nữa trời sẽ nắng lên lại. Hơn 3 giờ chiều rồi, nhà mình mới đi ăn trưa đây. Chỉ có nhà hàng này là mở giờ này nên là tụi mình sẽ ăn ở đây. Ngắm biển ngoài kia, đây là tầng 2. Ủa Donut, con mặc cái áo màu vàng hợp cảnh ở đây quá vậy. Lúc nào Donut mặc đồ cũng hợp cảnh hết ta. Cô có đói bụng không? Sissy của con đây. Đi đâu cũng lo, không biết Sissy ở đâu hết. Sissy đây nè. Bánh mì và bánh tráng để ăn trong lúc đợi đồ ăn. Đây là sốt đậu phụng để mình chấm với lại bánh tráng. Bánh tráng này ngon lắm mọi người. Wow, ngon quá vậy. Đây là trà dâm bục, hồi nãy tới nơi mình được uống, bây giờ mình được uống tiếp. À, có cái gì vui vậy? Em miệng nào? Em Coco uống nước dừa. Phúc phúc, phúc cái cổ, phúc phúc cái cổ. Donut uống nước chanh dây. Nôm chua lắm mà nó vẫn ngọt ngọt. Anh đừng có nén nha. Đây là của mình. Mẹ Hằng uống lassi xoài. Cheers. Cheers. Đây là phần ăn của mình. Ba cái bánh này thì đều có nhân khác nhau và hầu hết các nguyên liệu đều từ Ninh Vân Bay hết đó mọi người. Hai chị em ăn pizza tôm. Pizza của con á, pizza của con á. À, thấy đồ ăn vui quá bà ơi, thấy đồ ăn ngon quá. Trời ơi, có cái mặt nè. Chỗ này kết hợp đồ ăn hài hòa, món nào mình thấy cũng ngon hết. Đây là ice cream corner để Donut vô lấy kem ăn nhưng mà đóng cửa mất rồi. Mở cửa từ 11 giờ tới 4 rưỡi thôi à. Ngày mai Donut ghé ra ăn kem nha. Ghê không, rung chuông rồi chạy.
Bây giờ tụi mình đi ngắm mặt trời lặn. À, bum 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 hay quá vậy chơi. Sao nhớ giỏi. Có thấy cá không? Nước trong quá mà tụi tay mình có thể thấy cá luôn nè. Cá ơi, con kêu cá ơi nha. Cá ơi, cô nè. Ừ, cô bắt cá luôn. Cá ơi, cá ơi. Con đi đâu đó? Con đi bắt cá hả? Cô có bài hát nào với cá không? Baby shark tít 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 tít, baby shark tít 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 tít. Hay quá. Baby shark tít 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 tít, baby shark tít 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 tít. Mama shark tít 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 tít, mama shark tít tít. Hay quá. Si shark tít 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 tít. Con nít đã tới Ninh Vân Bay. She's so seashells by the seashore, but this is coral. Thay đồ bơi để đi ra hồ bơi chơi thôi. Hai mẹ con mình mặc đồ bơi màu hồng nè, chị hai cũng mặc màu hồng luôn. Đi bơi đi bơi. À, chú chi á. À, chú chơi đang bơi hả? Mình đi nha, mình đi tìm chú chi. Đi 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 đi. Công Tình đi tìm mua hai cái phao bơi. Xong rồi mình nhờ chị quản gia bơm giùm. Bây giờ hai em có phao chơi đã lắm nè. Con cua ơi, cô cua ơi, chị hai thích lắm nè. Chúng tôi cho mẹ nằm nữa nha. Hai chị em đã quá. Đã quá. Xa xa nhiều ánh đèn kia là Nha Trang. Nha Trang sôi động quá. Hôm nay ở đây á, lúc mình nhận phòng thì trời nắng, nhưng mà một hồi sau nó mưa một chút thôi, xong rồi nó tạnh đến bây giờ luôn. Hình như chưa có tới mùa mưa. Tối nay mấy mẹ con mình phải giăng mùng ngủ, tại vì có mũi. Cô lần đầu tiên được ngủ mùng. Đôi nít hồi nhỏ được ngủ mùng ngồi. Bây giờ là em cô là lần đầu tiên thiệt luôn á. Con ơi, con cảm thấy thế nào khi con ở trong mùng? Đây là cái mùng nè mọi người. Mình tưởng là để chân thôi, nhưng mà thật ra là dùng được. Nó phết cơ đất luôn, nên mình không có cần phải nhét mùng.
Ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Mai mình lại đi chơi tiếp nha. À không thích chúc mọi người ngủ ngon hả? Không thích tạm biệt đúng không? Mất cái mũi hả? Em học ai mà em mất cái mũi vậy nha? Ba. Ba ơi.